First, these are the ingredients that we need to make the potato baking soda, water, dish soap, and vinegar. And we also need color, food color. First, we add 3 to 4 spoons of baking soda. Đổ nhiều lên cho nó trào ra luôn con. Đúng rồi. Đổ thêm vô đi. Đổ thêm vô đi. Ok. Xin chào các bạn, mình tên là Gia Khang, mình học lớp 6A1 tại trường giáo dục quốc tế Nam Việt. Hôm nay tụi con sẽ làm nước lọc xương trà. Bây giờ con sẽ bỏ vách như sữa đầy được. Done.
khỏi mưa.